Quý vị khán giả đang đến với công giờ quen thuộc của chương trình tin tức tổng hợp Trà Vinh hôm nay, phát sóng vào lúc 18 giờ 15 phút mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Vĩnh Long cầm kéo đâm chết hai người vì tiếng nẹt bô xe. Năm thị trường đồng ý nối lại đường bay quốc tế với Việt Nam. Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa về ca bệnh Covid-19 F0, F1. Góc nhìn cận cảnh gia tăng tội phạm trộm cắp trong mùa dịch. Thưa quý vị, để chủ động cung ứng nguồn rau xanh phục vụ thị trường Tết nhâm dần 2022, hiện bà con nông dân trong tỉnh Trà Vinh đang tích cực xuống giống và chăm sóc diện tích rau màu của mình. Đặc biệt là hiện tại, giá rau màu cũng cao hơn mấy tháng trước, cho nên vụ rau Tết năm nay hứa hẹn sẽ đem về nguồn thu nhập đáng kể cho bà con nơi đây. Là một trong những địa phương thuần nông có diện tích sản xuất rau màu lớn trong tỉnh Trà Vinh, những ngày này, bà con nông dân xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành đang tất bật với công việc gieo trồng, chăm sóc cây rau để kịp thu hoạch đợt cuối năm. Để có rau kịp bán trong dịp Tết, nửa tháng nay, người dân trong xã đã bắt đầu chuẩn bị mọi điều kiện để gieo trồng và chăm sóc với hy vọng về một vụ mùa bội thu sắp tới. Anh Thạch Mừng, một người chuyên canh sản xuất rau quanh năm tại xã Hòa Lợi, chia sẻ, dịp Tết, nhu cầu sử dụng các loại rau gia vị tăng cao, cho nên gia đình anh ngoài việc tập trung chủ yếu trồng khổ qua, bí đao, thì cũng trồng thêm rau ăn lá, rau gia vị. Rồi cũng do mùa Covid mà cũng lo ra giá rau cải này năm nay cũng được giá cao, á, nên cũng khám khá được một chút. Mong là giá này cứ ổn định như là được từng tám chín mười ngàn gì cũng được rồi mình cũng cần quá cao gì mấy vậy gì tám chín ngàn là bà con người ta cũng đủ sống rồi có thể thấy vụ rau tết là thời điểm rau bán được giá nhất trong năm phải canh thời điểm gieo giống để bán đúng dịp mới có lợi nhuận vì vậy, ông Thạch Sao tranh thủ chuẩn bị chu đáo về kỹ thuật làm đất cũng như chăm sóc cây trồng ngay từ bây giờ, với mong muốn đạt được năng suất cao, cải thiện cuộc sống cho gia đình và cung ứng sâu cho thị trường vào đúng dịp Tết Nguyên Đán 2022. Anh có chân một con gì đó, anh rồi cải xe lách, cải trăng u gì đó, mình chuẩn bị ăn Tết rồi nè, Tết rồi còn tháng nữa mình trồng được rồi đó cùng với khoảng 100 hộ dân trồng rau khác tại xã Hòa Lợi, gia đình ông Thạch Sương đã có gần 30 năm gắn bó với nghề trồng rau. Từ những đặc tính thổ nhưỡng ở xã Hòa Lợi, ông Thạch Sương nhận thấy việc canh tác rau màu có nhiều thuận lợi hơn nên đã mạnh dạn chuyển hẳn sang trồng rau thay vì trồng lúa như trước. Mỗi năm gia đình ông cung cấp cho thị trường Tết từ 2 đến 3 tấn rau các loại. Hiện tại, ông Sương đang tất bật chăm bón cho khoảng 8 công rau cải để kịp bán đúng vào dịp Tết năm nay giờ cũng cải cũng sắp bán rồi gieo xuống giống rồi làm sao thì giá cả nó nó cao đi à, dân dân người ta phân khởi rất à, ăn tết vui theo chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh trà vinh năm nay nhờ thời tiết thuận lợi thời gian xâm nhập mặn ngắn có mưa sớm và giá cả ổn định nên nông dân trong tỉnh đã mở rộng diện tích trồng màu đạt 31.000 hecta tăng hơn 6.500 hecta so với cùng kỳ năm trước và đạt khoảng 60% kế hoạch năm nay. Từ những kết quả đáng phấn khởi đó, bà con nông dân đã hàng hái chuẩn bị chu đáo cho mùa rau Tết năm nay. Qua đó, hứa hẹn một vụ sâu đạt năng suất cao, cung ứng đầy đủ và đa dạng các loại rau cho thị trường, cải thiện đời sống nông hộ để mọi người có thể hòa mình vào không khí đầm ấm của Tết Nguyên Đán nhâm dần. Tiếp tục chương trình với các thông tin an ninh trật tự. Bị nhóm thanh thiếu niên kéo đến nhà vây đánh, Nguyễn Kim Long, 30 tuổi, đã lấy kéo đâm chết hai người. Hiện Long đang bị công an tỉnh Vĩnh Long tạm giữ hình sự về hành vi giết người. Theo điều tra khuya 28 tháng 12, Long thấy một thanh niên sau khi nhậu xong chạy xe máy nạt vô in ỏi trong khu dân cư nên ra nhắc nhở. Thanh niên này tức giận rủ nhóm bạn kéo đến nhà Long đập phá hàng rào anh họ của Long ra nói chuyện xảy ra sâu sát. Long căng ngăn, bị nhóm thanh niên dây đánh nên chạy vào nhà, lấy kéo đâm một người chết tại chỗ. Một thiếu niên khác tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Những ngày qua, dù hàng đêm lực lượng chức năng ra quân, rải chốt khắp các điểm nóng đua xe trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn sau vài đêm yên tĩnh. Hàng trăm quái xế vẫn hẹn nhau tụ tập luồn lách. Rạng sáng nay, các nhóm thanh niên từ nhiều tỉnh thành tụ tập trên quốc lộ 51 chặn đường cho quái xế đua xe tốc độ gây náo loạn khu vực. Sau nhiều dòng thám thính cảnh sát, các quái xế kéo đến khu vực Bến Gỗ đi qua phường An Hòa và Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Tại đây nhóm quái xế cùng hàng trăm thanh thiếu niên đi bảo so kẻ tốc độ. Khác với lần đua xe rạng sáng 24 tháng 12, các quái xế chỉ tụ tập thời gian ngắn rồi thay đổi địa điểm. Một xe cập dẫn đường cho đoàn người chạy vào khu công nghiệp Biên hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên hòa tiếp tục tạo đường đua. Do khu này vắng vẻ không có xe qua lại như quốc lộ 51, nên quái xế quậy hơn 30 phút mới giải tán. Đoạn đường quốc lộ 51 đã trở thành điểm nóng về dược xe, thử xe độ, đua xe của các quái xế một băng cướp tuổi teen thường đi với số lượng đông ra tay ở đoạn đường tối vắng người và sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị truy đuổi vừa bị công an quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ. Bước đầu công an xác định được nhóm này đã thực hiện hai vụ cướp giật tài sản. Ngoài ra cơ quan chức năng cũng đang xác minh một số vụ cướp nghi ngờ là do băng cướp giật nhí này thực hiện qua lời khai nhóm này quen biết nhau thông qua các mối quan hệ xã hội không còn đi học thường tụ tập ăn chơi lêu lỏng do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau lập băng đi cướp giật tài sản nhóm này nhắm tới chủ yếu là tài sản dễ tiêu thụ như điện thoại di động theo đó cả nhóm thường đi cùng nhau và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên như người cướp giật người cản địa hoặc chống trả nếu bị truy đuổi tài sản cướp được thì đem đi tiêu thụ ngay cho một đối tượng chưa rõ lai lịch ở quận tân phú rồi chia đều để tiêu xài cá nhân theo Công an quận Bình Tân, mặc dù còn nhỏ, tuổi đời từ 14 đến 17 tuổi, nhưng các thành viên trong băng ra tay dứt khoát, manh động và thường đi theo số đông để dễ dàng xử lý các tình huống xảy ra. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ người đàn ông tử vong khi đưa về trụ sở công an ở xã Nhân Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết luận nguyên nhân nạn nhân tử vong. Lãnh đạo công an huyện Chợ Mới khẳng định người đàn ông bị bệnh tim dẫn đến tử vong chứ không có việc công an xã đánh người đến chết. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ cho hay, trong đêm 28 tháng 12, lực lượng công an xã đi tuần tra bắt các vụ tệ nạn xã hội và dựng xe trước hẻm nhà dân. Sau đó, cha con ông Nguyễn Văn Khá, 56 tuổi, dẫn xe công an vào nhà dân nên dẫn đến mâu thuẫn, xô sát với công an. Công an mời cha con ông Khá về trụ sở làm việc. Trên đường đi, ông Khá có biểu hiện mệt mỏi. Lúc này vợ ông Khá cho biết ông Khá có tiền sử bệnh tim, huyết áp cao nên lực lượng công an đưa ông đến trạm y tế xã Nhân Mỹ kiểm tra y tế. Tuy nhiên, khi đến trạm y tế thì ông Khá tử vong. Sau khi hay tin ông Khá chết, nhiều người kéo đến trạm y tế xã Nhân Mỹ theo dõi sự việc. Trong số đó, nhiều người hiếu kỳ đã quay video rồi đăng lên mạng xã hội và thông tin rằng công an đánh chết người, gây hoang mang dư luận. Chuyển sang thông tin về mức thưởng Tết Nguyên đáng năm nay của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cao nhất là hơn 1,4 tỷ đồng, thấp nhất là 200.000 đồng. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh thưởng cao nhất là một công ty có vốn FDI với gần 1,3 tỷ đồng. Về mức thưởng Tết dương lịch năm 2022, đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất là 22 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng. Với các doanh nghiệp cổ phần có giống góp của nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 15 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng. Doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 11,25 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng. Đối với các doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất là 76,7 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng. Về mức thưởng Tết Nguyên đáng nhâm dần năm 2022, đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất là 50 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu 075.000 đồng. Đối với các doanh nghiệp cổ phần có giống góp của nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 45 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng. Đối với các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 1 tỷ 432 triệu đồng, thấp nhất là 200 ngàn đồng. Đối với nhóm doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất là 150 triệu đồng, thấp nhất là 768 ngàn đồng. Trong phần sau của chương trình sẽ có 5 thị trường đồng ý nối lại đường bay quốc tế với Việt Nam Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa về ca bệnh Covid-19 F0, F1. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ. Việt Nam lên kế hoạch kết nối với chính thị trường trong giai đoạn thí điểm khôi phục chuyến bay quốc tế và cả chính thị trường này đều đã xuất hiện ca mắc biến chủng Omicron. Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, đến nay 5 nước dùng lãnh thổ gồm Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Campuchia và Đài Loan, Trung Quốc cơ bản thống nhất với kế hoạch nối lại chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ của Việt Nam. 4 nước còn lại gồm Hàn Quốc, Lào, Thái Lan, Trung Quốc chưa thống nhất. Riêng Trung Quốc, đại sứ quán nước này chưa nhận lời làm việc với Bộ Giao thông Vận tải. Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Cục Hàng không đàm phán với các đối tác để bổ sung quy định test nhanh COVID-19 trước khi lên máy bay, theo yêu cầu nêu trong công điện của Thủ tướng. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đã ghi nhận tại cảng hàng không của Mỹ và Nhật Bản có hoạt động test trực tiếp tại sân bay. Bộ Giao thông Vận tải cũng kiến nghị Thủ tướng xem xét chủ trương tăng tần suất chuyến bay thương mại quốc tế lên 7 chuyến mỗi tuần cho mỗi nước với các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, Trung Quốc cho phép mở rộng bay tới châu Âu và Australia ngay giai đoạn đầu để đáp ứng nhu cầu về nước của người Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp Tết nguyên đáng. Bộ Giao thông Vận tải cho rằng việc cách ly tập trung khiến việc mở lại đường bay quốc tế không khả thi. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu đối với chuyến bay xuất phát hoặc có hành khách đến từ các quốc gia đang có sự xuất hiện của biến thể Omicron, bắt buộc cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ các quốc gia này, bất kể tiền sử đã tiêm vaccine hoặc đã mắc COVID-19 trước đó. Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cán vụ hàng không yêu cầu các hãng hàng không cung cấp danh sách người nhập cảnh theo từng chuyến bay cho CDC ít nhất 24 giờ trước khi nhập cảnh, có đủ thông tin địa chỉ nơi lưu trú cư trú tại Việt Nam. Trong khi đó, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hiện nay hành khách nhập cảnh đã phải thực hiện khai báo điện tử tại các ứng dụng PC COVID và IGOVN, bao gồm cả thông tin cư trú, lưu trú sau nhập cảnh. Các hãng hàng không cũng đã được yêu cầu và hướng dẫn kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ khi hành khách làm thủ tục theo yêu cầu của Bộ Y tế. Vì vậy, quy định này là chưa phù hợp với hướng dẫn của Bộ Y tế. Do vậy, để đảm bảo việc nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ, chở khách, Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương cần tuân thủ triển khai thống nhất hướng dẫn của Bộ Y tế, không có quy định hoặc các hướng dẫn khác. Trong phiên họp mới nhất, hầu hết các thành viên Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia đã đồng thuận về hiệu lực bảo vệ của vaccine COVID-19 Nanocovax do Việt Nam sản xuất. Trải qua giai đoạn 2 và 3 thử nghiệm lâm sàng, vaccine Nanocovax được kết luận đạt hiệu lực bảo vệ khỏi tử vong 100%. Tại buổi họp, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết hiệu lực bảo vệ của vaccine Nanocovax cũng giống nhiều vaccine khác, đều bị giảm dần theo thời gian. Cụ thể, hiệu lực bảo vệ của Nanocovax còn 86,7% sau 42 đến 90 ngày, còn 78,50% sau 120 ngày và 51,60% sau 180 ngày. Đặc biệt, hiệu quả bảo vệ ca bệnh khỏi tử vong của vaccine này lên tới 100% và 92% đối với việc ngăn ngừa các ca bệnh diễn biến nặng. Tính chung toàn thời gian, đối với liệu tiêm 25 microgram, Nanocovax đạt hiệu lực 52,1%. Với mức này, Nanocovax đạt tiêu chuẩn cấp phép lưu hành theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO và FDA Mỹ đề ra. Dự kiến trong tuần tới, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh quốc gia sẽ gửi văn bản đề nghị Bộ Y tế và Hội đồng Tư vấn cấp phép thuốc và nguyên liệu làm thuốc sẽ họp để xem xét đối với vaccine Nanocovax. Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ không còn địa phương nào là vùng đỏ. Trong khoảng một tuần qua, số ca mắc Covid-19 của thành phố giảm mạnh. Từ ngày mai, Cần Thơ sẽ duy trì cấp độ dịch Covid-19 của thành phố là cấp độ 3. Chính quyền thành phố cũng quyết định nới lỏng nhiều hoạt động. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu người dân không tập trung quá 30 người tại một địa điểm ở nơi công cộng, cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, hộ kinh doanh cá thể khuyến khích bán hàng mang đi. Cơ sở hộ kinh doanh thực phẩm ăn uống phục vụ tại chỗ không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm. Tạm dừng hoạt động cơ sở karaoke, massage, quán bar, vũ trường, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, trò chơi điện tử. Số ca mắc COVID-19 của thành phố Cần Thơ giảm mạnh trong khoảng một tuần qua, từ hơn 1.000 ca mắc một ngày đã giảm xuống còn khoảng 700 ca mắc một ngày. Đặc biệt, trong hôm qua, theo báo cáo của Sở Y tế, số ca mắc chỉ còn 137 ca. Tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19 của thành phố đạt hơn 98%, trong đó tỷ lệ người tiêm đủ liều trên 95%. Hiện địa phương này đang tích cực triển khai tiêm mũi 3 cho người dân, trong đó ưu tiên cho người trên 50 tuổi. Sáng nay Bộ Y tế ban hành công văn về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19. Theo đó, các trường hợp F1, F0 được Bộ Y tế định nghĩa lại khoanh vùng hẹp hơn so với trước. Theo đó, ca bệnh nghi ngờ là người có tiếp xúc gần với F0 và có ít nhất hai biểu hiện lâm sàng gồm sốt, ho, có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính, có yếu tố dịch tễ, có mặt trên phương tiện giao thông cùng tham dự sự kiện, nơi làm việc, lớp học với F0 đang trong thời kỳ lây truyền, người ở đến từ khu vực có dịch. Trong hướng dẫn này, Bộ Y tế cho biết F0 đang trong thời kỳ lây truyền là 2 ngày trước khi khởi phát bệnh hoặc 2 ngày trước khi lấy mẫu, đến khi xét nghiệm âm tính hoặc chỉ số tải lượng virus dưới 30. Với ca bệnh xác định F0, Bộ Y tế cho phép dùng kết quả test nhanh để xác định. Với F1, hướng dẫn này cho biết chỉ người tiếp xúc gần trong vòng 2 mét mà không đeo khẩu trang trong không gian hẹp và kính tối thiểu 15 phút hoặc có bắt tay, chạm vào da, cơ thể, ôm hôn F0 hoặc chăm sóc, thăm khám F0 trong thời kỳ lây truyền mà không sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân mới được coi là F1. Tiếp theo trong phần sau. Góc nhìn cận cảnh, gia tăng tội phạm trộm cấp trong mùa dịch. Vụ di ghế đánh bé gái 8 tuổi vẫn có thể thay đổi tội danh. Thưa quý vị, thời gian gần đây, số vụ phạm pháp hình sự, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản tại tỉnh Bạc Liêu có chiều hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, bất chấp dịch bệnh và quy định hạn chế ra đường vào ban đêm của địa phương. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, lực lượng chức năng đã tập trung đấu tranh, phòng chống tội phạm, điều tra, khám phá nhanh chóng, kịp thời trao trả tài sản cho người dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Hàng chục chiến sĩ cảnh sát hình sự Công an tỉnh bạc liêu đã khám xét khẩn cấp một căn nhà trên địa bàn khối 13, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai. Đây là nơi ở cũng là nơi cất giấu tang vật phạm tội gồm 900 triệu đồng tiền mặt, nhiều trang sức các loại với tổng trọng lượng hơn 4 lượng vàng, mà vợ chồng Trương Bình Chiến sinh năm 1966 và Nguyễn Thúy Kiều sinh năm 1972 trộm của một thương lái thu mua lúa trên địa bàn xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, 31 bộ đồ thờ bằng đồng gồm lư hương, chân đèn, con hạt, lọ hoa với tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng là số tăng vật mà Mai Hoàng Trọng, sinh năm 1998, ngụ phường 7, thành phố Bạc Liêu và Nguyễn Đức Anh, sinh năm 2005, ngụ thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, đã đột nhập vào nhà thờ Gia Tiên của người dân trên địa bàn phường 1, thành phố Bạc Liêu để trộm cắp. Về cái phương thức thủ đoạn ấy, thì các đối tượng lợi dụng đêm khuya vắng người, sự sơ hở thiếu sót trong quản lý tài sản người bị hại, từ đó đã cày phá khóa cửa đột nhập vào nhà để chiếm đoạt tiền vàng, điện thoại và một số tài sản giá trị. Lợi dụng sơ hở của người dân trong lúc tập trung phòng chống dịch, nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản với phương thức thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh như đột nhập nhà thờ gia tiên, cậy ổ khóa các cửa hàng buôn bán, lợi dụng địa hình đường sông để thực hiện hành vi phạm tội, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp công tác đấu tranh quyết liệt với tội phạm, liên tục mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, qua đó đã điều tra làm rõ 175 vụ, liên quan 167 đối tượng trộm cắp tài sản, góp phần giữ vững ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Sau khi tiếp nhận các vụ việc liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn quản lý, chúng tôi chỉ đạo phân công lực lượng là bảo vệ hiện trường để phục vụ cho công tác khám nghiệm hiện trường. À, đồng thời là trên cơ sở các dấu vết, các tài liệu để lại hiện trường, thì à, chúng tôi chỉ đạo lực lượng là à, xác minh, gà sót các đối tượng thuộc diện quản lý trên địa bàn, à, đồng thời phối hợp với à, các địa bàn giáp ganh để à, gà sót đối tượng. Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh bạc liêu nói riêng và cả nước nói chung vẫn còn khá phức tạp do đó bên cạnh việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản của mình góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tập trung cao độ nhất trong cuộc chiến chống đại dịch sớm đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới Liên quan đến sự việc cháu NTVA tên viết tắt 8 tuổi tử vong, dư luận đặt câu hỏi tại sao công an quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh chỉ khởi tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 26 tuổi, quê Gia Lai tội hành hạ người khác. Các luật sư nhận định như thế nào về vấn đề này? Mời quý vị khán giả đến với thông tin cập nhật từ chương trình. Luật sư Lê Trung Phát, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc xác định tội danh của bị can Trang còn tùy thuộc vào diễn biến trong quá trình điều tra tùy thuộc vào các tài liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra sẽ làm rõ. Cơ quan điều tra xác định rõ việc bị can tác động lên cháu bé có phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết hay không, và đây sẽ là cơ sở xác định được chính xác là bạo hành hay cố ý gây thương tích hoặc giết người. Trong quá trình điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng hoàn toàn có thể thay đổi quyết định khởi tố ban đầu để điều tra theo một tội danh khác nếu có căn cứ. Thậm chí, đến khi vụ án được đưa ra xét xử, tòa án cũng có thể yêu cầu điều tra lại nếu xét thấy tội danh truy tố chưa phù hợp. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Phương Uyên xin được cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ 15 phút ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh. Còn bây giờ, Tấn Nga, Phương Nguyên xin kính chào tạm biệt.